Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Chainsaw Man. Và cuối cùng thì mình cũng thu gom đủ cái số lượng quặng điện để mình có thể nấu thành những cái phôi điện và chế tạo một cái món giáp mới rồi. Tiếc là mình chỉ có tổng cộng hết là 6 phôi thôi, phải 7 phôi là tuyệt vời luôn. Mình sẽ làm được cái quần á, nhưng mà không sao, không làm được quần thì mình làm cái ổn là cũng rất tốt rồi. Đây, mình sẽ làm liền luôn cho nóng. Ủa? À quên, mình phải kết hợp nó với một ít cái vật liệu khác nữa cơ. Vật liệu đó thì được chế tạo từ vàng cũng như là những cái quặng đồng. Đồng thì dưới nhà mình có đầy. Đây, dưới mấy cái hang này nè, nhiều lắm. Kìa cơ. Mình sẽ lấy một mớ mang về. Rồi. À, mấy con này chưa biết cái sức mạnh cái kiếm mới của mình hay sao á. Cây kiếm đánh trong mặt buồn ngôn nè. Con nào nữa, con này nữa. Này láo láo. Mấy con này bây giờ mình đã có đủ sức mạnh để có thể one shot nó hết rồi, nên là mình khá là tự tin luôn. Sau khi có đồng rồi thì mình sẽ nung đồng ra để mình kiếm những cái phôi đồng. Cần có ít nhất là cỡ 4 phôi á nha. Đây 3 phôi rồi. Phôi cuối cùng. Xong. Mình sẽ kết hợp đồng với cả vàng để tạo thành conductive alloy. Và từ conductive alloy kết hợp với phôi điện thì mình sẽ được cái quặng Tesla. Trời, nghe là thấy xịn rồi. Và từ cái quặng này thì mình có thể làm ra cái ủng xịn sò mà mình nói. Một cái ủng thôi nha, nó sẽ cho mình tới tận là 7 giáp luôn. Wow. Cái ủng này mà nó còn nhiều giáp hơn cả cái quần của mình đang mặc nè. Xịn thật. Để mình mang vô thử coi. Full giáp chưa? Wow, full giáp luôn. Mà nó cũng rất là đẹp nữa. Thích ghê. Rồi, và để cho cái ủng này thật sự mạnh nhất có thể, mình sẽ cường hóa cho nó thêm một tẹo. Biết đâu có thêm bảo vệ thì sao? Không có, nhưng mà có sải bước dưới nước nè. Ê, kèm theo bảo vệ nha. Rất tốt luôn. Độ bền của nó thì nhiều hơn cái ủng netherite một chút, nên là mình chắc không cần ép chậm hỏng đâu nha. Hoặc là mình sẽ tìm thử coi trong đây có sách chậm hỏng dư không. Hình như là không có sách chậm hỏng rồi. Hơi tiếc ở điều đó một xíu thôi. Nhưng mà mình vẫn còn những cái phôi Tesla còn dư trong này nè. Nên là ví dụ nó có hư thì mình sẽ về nhà mình sửa được. Giờ thì tới lượt mình cường hóa cây kiếm nè. Sắc bén cấp độ 4. Tốt vậy. Lượm luôn. Và bây giờ kiếm mình đã tăng lên 15.5 sát thương rồi. Mình sẽ ghép cho nó thêm một chút cái dòng nhạc dưới dòng đập coi có được hay không. Thử. À không ép được đập, nhưng mà ép được nhạc nè. Cũng hay. Và công việc bữa nay của mình á, thì mình sẽ tập trung ở bên thế giới địa ngục khá nhiều. Vì mình cần săn thêm những cái nước mắt gas. Hiện tại thì mình đã có được một cái nước mắt gas rồi. Chắc mình sẽ săn thêm tầm đâu đó cỡ 2. À không, 3 chứ. Thêm 3 cái nước mắt gas nữa thì mới đủ cho cái công việc ngày hôm nay được. Nên là chắc mình cũng sẽ đi khám phá ở dưới địa ngục khá là nhiều á. Ủa nhưng mà khoan, từ từ. Mình về nhà có công chuyện cái đó. Ở nhà á thì mình có quỷ thiên thần, là mình chưa có ký khế ước thôi. Còn tất cả các đồng đội của mình á, hầu như mình đã từng ký khế ước qua một lần hết rồi. Giờ mà mình ký khế ước với quỷ thiên thần nữa là tuyệt cú mèo luôn á. Được nha. Rồi. Và điều tuyệt vời nhất sau khi mình ký khế ước với quỷ thiên thần, đó chính là mình sẽ được phát một cái thanh kiếm thiên thần nè. Rất giống thanh kiếm mà quỷ thiên thần đang dùng luôn nha. Và mình còn có một cái thanh nữa. Cái thanh này thì nó sẽ hiển thị cái số lượng tuổi mà mình có thể cướp được á. Vì mình là quỷ thiên thần nên là mỗi khi mình hạ gục bất kỳ một cái con quái vật nào, chẳng hạn như là con quỷ này đi, mình sẽ đánh nó một cái. Khi kết liễu nó thì mình sẽ cướp được những cái năm tuổi thọ của nó. Rất là hay nha. Và coi số lượng tuổi thọ của mình đang tăng lên kìa. Những cái con nào mà nó càng nhiều máu thì mình sẽ càng cướp được nhiều tuổi hơn. Đây là một trong những điểm khá là mạnh của quỷ thiên thần đó nha. Và những cái tuổi thọ này mình sẽ có thể dồn vào cái thanh kiếm này để tăng sức mạnh cho đòn đánh kế tiếp. Mấy con này thì mình có thể one shot hết trơn à, nên là mình sẽ không có test dễ được. Dưới này có một con boss nè, để mình thử nha. Bình thường mình đánh nó một cái để coi mất bao nhiêu máu. Trời ơi, đâu qua cái lỗ vô duyên vậy. Ok, mình lên trên thì cái con boss lại rớt xuống dưới mất tiêu rồi. Được.
mình sẽ xuống dưới này để mình đánh nhau với nó luôn. Hiện tại thì nó 250 máu đúng không? Mình sẽ thử chuyển hóa tuổi thọ thành sức mạnh. Rồi mình sẽ chuyển cho nó còn xuống cỡ 100 đi, để coi đoạn đánh tiếp theo mình có thể one shot cái con boss này không nha. Ôi chết rồi, mình lỡ chuyển hết luôn rồi. Oh no. Đó, các bạn thấy chưa? Mình chuyển 140 mấy cái tuổi thọ sang cái đoạn đánh kế tiếp thì mình có thể hạ được con boss trong chốc lát luôn nè. Ghê thật. Cái này là mình muốn mạnh á, là mình phải kiểu như là đi cày á, phải thăm ngàn mới được. Úi. Ồ. Oh. Mình tính đi lên nhưng mà mình thấy dưới này có kim cương. Ok la vậy. Được 6 viên. Uầy. Hên quá ta. Hết rồi. Tưởng đâu còn thêm nữa thì quá đã luôn. Với cái nguồn sức mạnh mới từ quỷ thiên thần như vậy thì chắc mình sẽ dành một chút thời gian ở bên thế giới thường để mình cày tuổi thọ trước cái đó. Đây, mang theo tầm 100-200 cái tuổi thọ trên người trước đi. Qua bên địa ngục nhỏ mà gặp cái con nào mạnh mạnh á, mình còn có đủ sức để chơi nó, để chiến đấu với nó. Mình có ý này. Mấy cái con quái thường thì thường nó sẽ không có nhiều máu cho lắm, nhưng mà những cái con ác quỷ thì khác nha. Mấy con quỷ thì thường nó sẽ có nhiều máu hơn. Mình tiêu diệt bọn chúng thì chắc sẽ cày nhanh hơn á. Oh. Ý kiến hay. Nhưng mà cái gài quỷ nó rất ít khi xuất hiện gần nhà mình lắm. Kiểu như nó biết mình mạnh hơn rồi hay sao ấy. Cái là nó khá là rén mình luôn. Ồ. Oh. Gần đây có con boss à. Ồ. Oh. Boss đâu vậy? À, boss ở trong cái chỗ của mấy mụ phù thủy. Ui, dùng đó mình cày chắc đã lắm. Để mình bóp sức mạnh lên. Mình sẽ chuyển hóa bớt những cái tuổi thọ sang sức mạnh đi. Còn cỡ 170. Rồi, lên trên và sợ mấy mụ phù thủy thôi. Ui, ui, ui. Mấy mụ ta chọi liên hoàn thuốc độc cho mình. Ây da. Đau quá, đau quá. Nâng cấp sức mạnh trước. Để coi coi với sức mạnh 134 tuổi thọ thì mình có thể hạ được bao nhiêu bầu phù thủy trong một nhát chém đây. Để mình vô trong này cái đã. Mình thấy trên kia nhiều boss, nhiều. Chặt một cái. Không biết hạ được nhiều không nữa. Ui, coi kìa, quá trời đông luôn. Wow. Tha hồ cho mình cày tuổi thọ nhá. Và sau khi đánh bại hết tất cả các mụ phù thủy ở trên lầu này thì số tuổi thọ mà mình cướp được đó chính là 464 năm. Wow. Cực kỳ nhiều luôn. Rồi, thanh kiếm này mình mà dồn hết vô một đoạn đánh thì chắc sẽ siêu siêu mạnh luôn á. Đây, chẳng hạn như là bầu thể này full máu đúng không? Mình sẽ chuyển hóa bớt những năm tuổi thọ sang thanh kiếm này. Để coi coi. Thử làm đoạn đánh 200 tuổi đi. Để mình chuyển sao chừng nào đủ 200 tuổi trước cái đã. Chuẩn bị rồi, 190, 92, 94. Và thanh kiếm 200 năm tuổi nè. Để xem 200 năm tuổi đánh một bầu phù thủy thì bầu phù thủy đó có chịu nổi hay không ha. Đây đây. Đón nhận nè. Ui, từ từ từ, chặt cho chuẩn. Wow. Thường thường mấy cái sinh vật nào mà được cường hóa lên boss giống như vậy á, mình đánh cũng một lúc. Nhưng mà với sức mạnh từ quỷ thiên thần á thì chỉ cần một hit một thôi. Sau khi cường hóa lên thì có thể hạ được một cái đối thủ cực kỳ nhiều máu luôn. Wow. Nguồn sức mạnh này mình thấy sau này có thể rất là hữu ích trong cái việc tiêu diệt cái tên quỷ súng á nha. Kiểu như đây là con ác chủ bài của mình nhá. Được. Mà nãy giờ thôi, cày đủ rồi. Chắc mình phải đi về nhà và đi qua địa ngục để mình săn nước mắt rát mới được. Đó là công việc chính của mình cần phải thực hiện trong ngày hôm nay đó. Mặc dù là thiên thần nhưng mà cái cánh sau lưng của mình ấy, nó không có giúp mình bay được đâu. Nên là bắt buộc mình phải tự gắn cánh cứng vào mà bay á. Trời ơi, thiên thần như vậy là to rồi. Thiên thần sa ngã. Ui, ui, ui. Thường á, mình thấy mấy cái con gas nó sẽ dễ xuất hiện nhất là ở cái vùng cát linh hồn. Này nè, chẳng hạn như cái vùng này nè. Rất là dễ gặp mấy con gas luôn. Nên là chắc mình sẽ lượn vài vòng ở đây trước á. Ý. Trong lúc lượn lờ mình phát hiện ra ở đây nó có công trình. Công trình gì đây? Có dấu đò không? Ồ, không có dấu gì hết.
Su vậy? Còn công trình này thì sao? Có dấu đồ không? Ui, có điểm lắm. Mình nghi dưới này có đồ. Ồ, có đồ thiệt. Đằng kia lại thêm một chỗ khá là giống chỗ bên này nữa. Ê, chưa gắn cái cánh vào. Ẩu rồi đó. Bay qua một cái. Xem coi. Ê, đó kìa. Mình đã thấy con gái đầu tiên rồi. Ủa, nó cũng thấy mình. Ao, chào. Cái gì nổ dữ vậy? Ui, nó bắn nổ tung chỗ này rồi. Ouch. Con gái chết tiệt. Mình xách cung mình nã nó mới được. Con đó thì chắc không có giết, không có lấy nước mắt được rồi. Tại vì nó bay giữa hồ nhung nham ấy. Ouch. Ừ đúng rồi, áp sát đi cứng. Thích thì bá vô đây mà nút. Người nè, ui trời ơi, chặt hộp rồi. Bắn cung đó. Rồi, bye bye nó luôn đi. Mình sẽ tìm con khác dễ sơ hơn để mình lấy nước mắt sao. Bên kia thì lại có một cái tòa tháp gì trong cũng lạ lắm. Cũng tiềm năng có đồ á nha. Có vàng. Có tiếng quỷ lửa nữa. Thôi được, mình sẽ tự mở đường và đi lên trên. Nhảy lên đây một cái. Nhiều quá giật lắm nha. Từ từ. Rất là nhiều bích linh hung tợn luôn. Cẩn thận nó đánh hồi đồng mình. May mà mình mới cường hóa thêm giáp nè. Rồi mặc thêm cái ủng Tesla nữa. Nên là mình cũng khá là trâu á. Không là cũng toan rồi. Ui, đằng kia có con bích linh hung bạo mà nó được cường hóa thành boss cơ. Để mình biến cây kiếm mình thành cây kiếm nhiều năm tuổi hơn cái đó. 20 tuổi. Hơi ít. Lên đi. Chuẩn bị rồi. 100 tuổi. Dạ, đây là số tuổi mà mình sẽ dồn vào đòn đánh này. Ui, mình đánh hụt. Trời. Nhưng mà không sao. Mình vẫn có thể hạ nó trong vòng 2 hit thôi. Rất là mạnh luôn. Mà thôi, chắc mình sẽ tranh thủ mình lấy vàng rồi mình đi cày nước mắt gát thôi. Trong đây mình thấy nó cũng không có rương chứa đồ gì là mấy á. Chưa đâu. Hình như mình đi chưa đúng hướng. Phía bên trong mình thấy nó có cất thêm vàng nè. Vậy là đồ nó cất ở phía tít ở dưới lận. Wow, nhiều vàng cực kỳ luôn. Wow, ê, còn thêm mấy con mai heo nữa. Chắc mình phải chặn đường lại á. Không thôi nó tràn vào thì mệt. Hồi thêm một cái cục đá 500 nữa nè. Wow. Không biết đường xuống nó là đường nào á. Hình như nó không có đường xuống. Ồ, bảo sao lý. Đó là lý do mà hồi nãy mình không phát hiện ra á. Đây cũng có vàng nữa nè. Trời, mém nữa là bỏ mạng rồi. Nguy hiểm thế. Thôi mình sẽ đi đường an toàn hơn đi. Cái rương này thì dài hơn cái rương hồi nãy một xíu nè. Có thêm kim cương cho mình. Giáp kim cương rồi. Quặng mảnh vỡ cổ đại rồi nữa. Hai rương luôn. Wow, tốt phải. Nếu mà bên kia có thì chắc bên này cũng sẽ có thôi. Phía trên này vẫn còn rương à. Ủa còn vàng à. Kể cả rương luôn nè. Chỗ này thấy vậy thôi nhưng mà cho nhiều đồ phết luôn. Hướng này thì hơi lạ. Mình thấy nó có rất là nhiều spawner luôn. Để mình xuống mình tìm hiểu thử. Bên đây là hướng cuối cùng rồi. Để xem coi. Hình như đồ dưới nó cũng có một chút khác biệt hay sao á. Mình xuống mình coi thử. Ê, nhưng mà mình có một cái để ý này nha. Mặc dù sát thương từ thanh kiếm thiên thần nó ít hơn so với sát thương của cái thanh kiếm giám hộ mà mình vừa chế tạo trong thời gian qua. Thế nhưng mà một đòn đánh từ thanh kiếm thiên thần thôi là một cái kẻ địch có thể đi bán muối ngay lập tức liền luôn. Hình như nó còn cộng thêm sức mạnh từ những cái tuổi thọ mà mình kiểu như cướp được nữa. Đây. Mặc dù đánh thì nó hơi lóe mắt một xíu thôi. Nhưng mà sát thương thì cực cao luôn. Mình bắt đầu thích thanh kiếm này rồi đó nha. Rồi và cái rương này có vẻ là cái rương xịn nhất. Nó cho mình hẳn một foil netherite nè.
Nói chung là mình cũng khá là may mắn khi mà gặp được một cái công trình giàu có như vậy. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ trở lại với việc đi cày nước mắt gát thôi. Hồi nãy giờ mình cũng nghiêng nghiêng bên ngoài mà không có thấy con gát nào nó xuất hiện thêm hết. Lạ lùng thiệt. A few moments later. Một nhóc gát đi núp lùm nè. Ui cái gì? Mới thấy núp mà. Sao đột nhiên bay cao vậy? Ừ đúng rồi, bay thấp đi. Chặt một cái nè. Ồ, rơi ra hai nước mắt luôn. Hay. Kiếm thêm một nước mắt nữa thôi là đủ chi tiêu rồi. Mình thấy ở phía trên này nó có một cái chỗ giống như là một cái ngôi đền gì đó thì phải. Ồ, trông rất là lạ mắt luôn. Không biết là bên trong nó có dấu đồ gì không á. Ê, trời, con sương nào bắn kỳ cục vậy? Trời ơi, người ta đứng cạnh nhung nhau mà bắn gì đó. Này thì kỳ cục kẹo. Kìa rồi. Gát núp ở đâu hả gát? Sao mà núp được cứng? Trời, chặt hộp. Bay lên cái nữa cái đã. Ui, gát bay cao quá. Mình không với tới được. Hy vọng lần này sẽ với tới. Rồi bay ngang luôn. Rồi. Và ta-da. Ủa nước mắt đâu? Ủa mình nhớ là có rơi nước mắt mà. What? Một kinh nghiệm. Ôi sao quê sệ vậy? Vậy là mình nhìn nhầm à? Trời ơi, người nhà quê thật sự. Lần này thì Khoan. Bay ngược vô đi, đúng rồi, bay ngược vô đất liền đi. Đừng có ra cái hồ nhung nham này. No. Mình phải dụ gát vô đất liền trước đó. Rồi. Hợp lý. Ui, chỗ này không hợp lý nữa rồi. Xích lại một xíu coi nào. Tầm này là chắc ok rồi nè. Hi. Đưa nó mắt cái đây. Chặt gì mà hộp kìa. Ui, cơ hội lý tưởng. Chặt một cái. Có không? Không hề có nước mắt gas. Ai, số nhỏ vậy. Kia rồi. Hai gas luôn. Lần này mà không có nữa thì chịu luôn á. Có chưa? Đi rồi. Hai nước mắt gas lận luôn. Quá đã. Bắn cái gì sợ gas luôn. Này thì thích bắn. Rồi, ok. Như vậy thì mục tiêu mình đề ra là săn đủ 4 nước mắt gát đã đạt được. Giờ thì nhanh chóng bay về nhà và tiến hành chế tạo từ những cái nước mắt gát sẵn có này thôi. Mình sẽ cần thêm một ít cái hắc diễm thạch nữa. Đây. Rồi một chút thủy tinh. Cuối cùng là thêm 4 cái mắt của Ender. Hồi nãy mình có săn được quỷ lửa luôn nè. Nên là có thêm bột quỷ lửa để làm mắt của Ender luôn. Xong. Giờ thì mình đã sẵn sàng để làm ra 4 cái pha lê kết thúc. Để mình có thể triệu hồi lại rồng Ender thôi. Vì bây giờ mình đã có một cái thanh kiếm có ép cái dòng Soul Stealer. Nên mình sẽ thử vận may lại coi mình có thể săn được linh hồn của rồng Ender với cả là vảy của rồng Ender hay không nha. Khá là hồi hộp đây. Lần này thì mình đã mạnh hơn rồi. Với cả là mình mới có nguồn sức mạnh mới nữa. Nên là mình sẽ test thử coi mình có thể đánh rồng Ender một cách nhanh chóng hơn hay không. Mà cái cánh mình thì nó kiểu như sắp rụng mất tiêu rồi. Nó sắp hư tới nơi rồi á. Nên là chắc mình sẽ treo nó lên đi. Mình sẽ cuốc bộ một thời gian. Đợi mấy con phantom nó xuất hiện rồi mình sẽ farm nó để lấy cái màn da và sửa cái cánh lại sau. Rồi, mình đã sẵn sàng rồi. Giờ thì bước qua thế giới kết thúc thêm một lần nữa thôi. Vẫn như thường lệ là để triệu hồi được rồng Ender, mình sẽ thắp 4 cái pha lê này ở 4 góc khác nhau. Giống như vậy. Bên đây một cái. Và đây là cái cuối cùng. Xong. Giờ thì đợi cho rồng hồi sinh thôi. Và trong lúc đợi rồng hồi sinh thì mình sẽ chuyển hóa những cái số tuổi thọ vào cái thanh kiếm của mình. Để cho thanh kiếm mình trở nên mạnh hơn. Lần này đánh rồng thì hơi khác một xíu ha. Mình sẽ không phá những cái pha lê luôn. Mà mình sẽ đợi cho rồng đáp xuống đây. Và đánh rồng liền. Xem coi mình có thể kiểu như là one shot được rồng hay không nha. Hồi nãy giờ thì mình chuyển vào thanh kiếm này cũng được 200 năm tuổi rồi. Mình không muốn kiểu như là dùng hết luôn á. Mình chỉ muốn dùng phân nửa thôi. Tầm 300 năm.
Đây, hiện tại là 300 nè. Xem coi với 300 năm tuổi này thì có thể gây được bao nhiêu sát thương cho rồng đây. Ý mà quên, từ từ. Mình đánh như vậy rồi lỡ rồng chết luôn á, là mình không có thể lấy được vậy. Ủa hé. Ôi chết rồi, mình mình hơi chủ quan rồi. Nhưng mà chắc không sao đâu, rồng trâu mà, rồng Ender mạnh mà. Làm gì mà có thể yếu đuối tới mức mà bị one shot đúng không? Nhưng mà kiểu mình không phá hủy những cái pha lê á thì rồng không có chịu đáp xuống hay sao nè. Ủa, rồng cứ bay ở trển thôi. Đợi mình xíu mình bắn hết mấy cái pha lê này cái đã. Để cho rồng còn đáp xuống nữa. Ồ, đây rồi. Cuối cùng thì rồng cũng chịu đáp xuống rồi. Mình sẽ bay lại và chặt vô đầu của rồng. Ôi, what? Cái gì? 300 năm tuổi dồn vào thanh kiếm này có thể one shot được cả rồng Ender. Oh man. Không có đỡ được. Rồi, hồi nãy mình để y rồi. Thiệt, cái tình luôn á chứ. Thôi, hồi nãy là xế nháp đi ha. Để bây giờ mình đi săn thêm gách đi. Mình sẽ triệu hồi rồng lại thêm một lần nữa. Và lần này mình sẽ đánh rồng bằng thanh kiếm có cái dòng Soul Stealer để mình kiếm cái linh hồn rồng cái đó. Chứ đánh kiểu vậy thì nó rớt rẻn quá. Chưa kịp săn cái linh hồn nữa. Ồ. Đằng kia là Aki đang đánh nhau với quỷ zombie. Mình sẽ nhào lại cái ếch hàng thôi. Từ từ. Mình phải canh đúng thời điểm. Ý. Rồi luôn, kết thành công. Trời. Chúng ta là cùng đều là thợ săn quỷ mà. Giúp đỡ nhau thôi, không cần cảm ơn. Ý, cái gì? Ủa, không phải Aki, mà đây là cô Benny. Chơi, cô Benny đánh mình kìa. Có thể giảng hòa được không? No, tôi không đánh con gái đâu. Đừng nha. Thôi, chạy. Khó tính quá, người ta lỡ KS có con quỷ zombie thôi, có đâu mà căng. Trong lúc chạy trốn cô Benny thì mình thấy phía bên này còn có chỗ của cái tên quỷ Katana nữa nè. Được á, mình đang rất là cần săn quỷ Katana luôn. Bữa giờ mình tìm hắn để kiếm cái trái tim quỷ Katana mà không ra nè. Giờ mới có dịp gặp lại, đánh nhau với hắn một chập mới được. Ủa? Nhưng mà hắn hồn như không có nhà rồi. Ồ, cái tiệm của hắn bị xẻ làm đôi mất tiêu rồi. Ui, tiếc chạy. Để mình lên tầng trên mình kiếm thử coi có hắn không. Ồ, hắn vẫn còn trong này. Nè. Ui, hắn biến hình. Ao. Từ. Để mình chuyển đổi tuổi thọ sang sức mạnh cái đó. Rồi. Quỷ Katana hả? Ui, lắc máy. Từ. Chặt hắn. Ê. One shot hắn luôn. Wow. Ê, thật sự mà nói á, là quỷ thiên thần là loài quỷ mình thấy có sức mạnh ghê gớm nhất từ trước tới giờ. Chỉ cần mình tích đủ sức mạnh thôi. À không, tích đủ những cái năm tuổi thọ thôi là hầu như là có thể one shot tất cả các con quỷ luôn á. Ghê gớm thiệt. Chỉ có đúng một cái nhược điểm là đánh hơi lé mắt một xíu thôi. Còn nhiều là mình thấy rất là tuyệt vời luôn á. Ui. Và cái tên Katana Man hồi nãy, hắn có rơi ra cho mình một cái trái tim. Chưa, từ từ. Chính xác rồi, Katana Heart nè. Đây rồi. Sau bao ngày cày cuốc tìm kiếm thì cuối cùng mình cũng tìm được cái trái tim của hắn. Chờ. Để mình xử tên quỷ đĩa này trước đã. Nè, quỷ đĩa mình cũng có thể one shot luôn. Wow. Khủng khiếp thật. Bây giờ mình sẽ thử không có cường hóa tuổi thọ vào cái thanh kiếm nha. Mình đánh bình thường thôi. Để coi mình có thể quan sát được quỷ zombie hay không nha. Đâu nào, quỷ zombie đâu rồi? Người núp ở đâu rồi quỷ zombie? Đây, hắn đây. Hắn đang thả đệ ra nè. Này thì quỷ zombie. Ui. Ao. Ui, hắn đắng mình văng game luôn rồi. Hấp sát lại và... Ui. Nó chuyên gia nó bắn ra cái lưỡi hay cái sao á. Thế là nó đẩy mình ra rất là xa luôn. Rồi mình áp sát gần lại.
chặt nó một cái. Dẫn chết nhá. What the heck. Wow, cái sức mạnh này ghê gớm thiệt luôn. Mấy con mấy con quỷ mà lúc đầu mình rất là khó khăn, bây giờ thì mình đã có thể one shot nó rồi. Wow. Thôi bây giờ mình sẽ về nhà để chế tạo trước cái Valen tiếp đi. Tại lúc nãy sang xong đủ cái nước mắt á, mình muốn đi test sức mạnh thôi, nhưng mà không ngờ cái kiếm thiên thần này mạnh thiệt. Ghê đấy, khiếp đấy. Nhưng mà tính ra mình cũng hên nha, lúc trước mình thử cà khịa quỷ thiên thần á, mà quỷ thiên thần đánh mình cái không sao hết. Ủa mà tự nhiên mình chui qua đây làm gì ta? Mình phải qua đây mới đúng nè. lộn tiệm xíu thôi. Giờ thì trở lại DN và mình sẽ dùng thanh kiếm có dòng Soul Stealer này để đánh rồng ha, chứ không có dùng thanh kiếm của quỷ thiên thần nữa. Nó kiểu nó bị out trình với rồng Ender rồi. Thôi đánh từ từ cũng được. Đầu tiên là mình sẽ đi phá những cái pha lê này trước đi. Ui. Đừng có chọc tôi nha. Tôi có hàng nóng đó, bữa nay tôi không phải lọc của bữa kia đâu á. Lọc bữa nay là có sức mạnh mới rồi đó. Ui, đúng lúc rồng đáp xuống luôn nè. Ok. Từ từ, bình tĩnh, không được lấy hàng nóng ra quýnh rồng. Rồi, như thường lệ thì mình sẽ đánh vào phần đầu để gây nhiều sát thương hơn. Ồ, cái kiếm có dòng Soul Stealer của mình cũng mạnh phết. Tiếp tục chặt vào phần đầu. Ôi, lần này chắc mình hạ được luôn rồi đó. Ui, rồng bay nữa. Chắc thêm một lần đáp nữa thôi là mình có thể hạ được rồng á. Mong là lần này thì rồng sẽ rơi ra vảy cũng như là cái linh hồn ha. Rồi, thời khắc quyết định đã tới. Chuẩn bị kết thúc con rồng này thôi. Chặt vô đầu nó một cái. Xong phim. Để coi. Lần này Vảy rồng. Ủa, ơ kìa, lần này nó cũng không chịu rơi ra vảy rồng cho mình. Gì kỳ cục vậy? Nó bịp mình rồi. Oh no. Nãy giờ đánh nhau các thứ cũng nhiều rồi, mà cái giáp Tesla của mình nó chỉ mới hư phân nửa thôi. Chắc mình sẽ sửa nó lại một tẹo đi, dùng cho chắc cú ha. Cái gì? Không sửa được. What? Cái giáp này hư thì chỉ có thể ép sửa chữa vào để dùng kinh nghiệm sửa thôi, chứ mình không thể sửa bằng cái phôi à. Ây da, căng người ta. Vậy thì chắc phải chăm đi khám phá để kiếm thêm nhiều quan điện hơn mới được á. Còn giờ thì mình sẽ làm cái giáp mới, vì cái áo Netherite của mình nó đã hư mất rồi. Có lẽ đây là cái hành trình mà mình dùng nhiều áo Netherite nhất luôn á. Từ đầu tới giờ là nếu mình đếm không lầm, mình đã mặc 3 cái giáp Netherite rồi. Cái này chuẩn bị là cái thứ tư của mình nè. Ui là trời, mình xài như phá vậy đó. Nhưng mà được cái mỗi lần mình cường hóa thì đều hên nha. Đều ra dòng bảo vệ 4 các thứ hết. Nên là cũng an ủi được một phần. Rồi, và nãy giờ thì mình đã trải nghiệm được sức mạnh của quỷ thiên thần. Và mình thấy đây là sức mạnh của loài quỷ mà mình thấy bá đạo nhất luôn. Chỉ với một hit duy nhất thôi, đánh bại được rồng. Rồi hạ được cái tên quỷ zombie nè. Rồi cả quỷ katana luôn. Wow, lúc đầu mình thấy cái thanh kiếm của thanh niên này cầm á, là mình nghi rồi đó. Thì ra mạnh thiệt. Chỉ tiếc là bữa nay mình có đi săn thêm quỷ, nhưng mà bọn chúng không có rơi ra cho mình những cái mảnh đạn thôi. Mình còn thiếu đúng một cái mảnh đạn cuối cùng nữa là có thể triệu hồi ra được cái tên quỷ súng tàn bạo rồi. Chắc không còn lâu nữa đâu. Với cả là mình cũng chưa gặp Makima nữa nha. Quỷ thao túng tâm lý ấy. Ủa, không biết là Makima sẽ xuất hiện ở cái biome nào này. Chắc mình phải có một cái chuyến đi thiệt là xa để khám phá những cái vùng đất mới nữa mới được. Chứ với tình hình này thì còn lâu mình mới gặp được quỷ thao túng tâm lý á. Và đó chính là những cái mục tiêu mà mình sẽ thực hiện trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày làm quỷ thiên thần á. Nói chung thì với cái nguồn sức mạnh này thì mình có thể tự tin đương đầu với hầu hết tất cả các con quỷ mà không ngán nó bất kỳ một chút nào luôn á. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy sức mạnh của quỷ thiên thần như thế nào? Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trên các hành trình tìm kiếm Makima cũng như là săn thêm mảnh đạn của tên quỷ súng á. Cũng giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!